Xin chào các bác, anh em đang nướng gà, đắp đất, lá chanh. Thế thì đang đi kiếm cái củi thì lại thấy cái củ này. Em cũng bị bệnh nghề nghiệp các bác, cứ đi thấy cây cối là mới là thích. Ví dụ như vừa nãy nhìn thấy cái cây cành chanh là người ta thích, nhưng mà chắc không lấy được. Đang nhiều quả cho mình để chơi nữa. Nó phí của người ta này. Người ta thì không mấy cây nhưng mà đấy thì nhìn thấy cái cây này, nhìn thấy cái gốc này, gốc này nó chỉ bằng nhỏ hơn nắm tay thôi, nhưng mà nó có một cái gì là nó khiến mình muốn đào nó phải trồng. Và các bác biết cái cây gì không? Cái gốc các bác nha, gốc ấy. Thì các bác mà xem video của em quay ở chỗ triển lãm cây ở Mỹ Đình, một số bác là mang gốc đi triển lãm các bác nhé. Thì người ta chơi được mà mình không chơi được à? Vấn đề là mình thấy thích chứ không phải là mình chơi theo phong trào cho người ta. Các bác, đấy là em nghĩ là em nên đào cái gốc này về cho mình một cái chậu nhỏ nhỏ. Xem như nào. Bây giờ để em về em lấy cái đồ đó, vừa thấy thôi chứ chưa ý đào. Rồi về để đào thôi. Các bác, em thấy rồi các bác thích xem cái video mà đào cây của em. Thật sự mà nói thì những cây mà em đào nó cũng không có cái gì đặc biệt cả. Vì như ví dụ các bác, nó là cái giải trí cuối tuần mà. Cũng như anh em mình nướng con gà hay là người đến giết thời gian cuối tuần để giải trí. Chứ không chỉ dừng lại là chơi bonsai. Để chơi bonsai thì những cái cây như này mà bác gặp chợ ở trước thì chắc không bao giờ ai mua rồi. Nhưng mà mình đi đào được về mình trồng nó có một cảm giác rất là sướng các bác, mà đam mê thì cũng sẽ có suy nghĩ nha. Đấy thì để em về em lấy cái đồ để đào đi vòng này xem nào, có cái cây gì không. Vườn nhà mình ấy, nhưng mà nhiều khi không để ý hết, toàn cây hoang dại. Đây là có cây dâu tằm của em này, cắm ở đây, cắm vào nó lên đang nhiều quả. Mẫu đơn thì rất nhiều. Dâu tằm cây quất của nhiều năm về trước không nhớ, trồng đây thì hôm trước có cắt nó đi làm cái cây song thân. Rồi đi về để lấy cái đồ để đào cây đã các bác. Đấy các bác, cái này chắc đi đào nhanh thôi, lấy cái cuốc chim này để đào. Quê em gọi này là cái cuốc chim. Chưa rút. Người lao động mà anh chủ rút lắm. Nhấc cái cuốc không nhấc rồi. Đất đai trên em cằn cỗi vô cùng các bác. À chủ rút đó. Đây các bác nhìn tay em nó rút cứng rồi này. Ôi. Không biết là đào cái cây này nào có được bầu hay không mà vẫn cứ trồng. Đấy. Ôi đau quá. Cái gốc này mà được gốc Nam Điền các bác nhỉ. Làm cái mini siêu thôi rồi lùn lực. Lại có tầm đôi cục. Là cái điều hiển nhiên.
Còn mình thôi cái gì cũng được. Nó là cây gấc, cây gấc nó gần gũi chơi được quá, chứ không đến nỗi mình lập dị mình chơi. Ồ này chuột rút biết đến lúc nào mới được. Rồi rưỡi tay thẳng này. Đây. Thì dễ nó rất là to này. Củ. Không khỏi là sao nhỉ? Bệnh của dân lười lao động quá. Chúng chúng nó chúng cái dễ lắm. Chúng dễ lắm. Ủa, củ nó to lắm quá. Không được củ quá, nhưng mà hình như là gấc là dễ sống đúng không bác? Cứ trồng thôi, cứ trồng thôi. Này, đứt hết bác. Cái đào sâu làm sao đào được, múc làm gì có dễ con. Hả? Mùi cứ như cái sắn dây, thơm lắm. Chờ một tí em lấy cái cây cây em cưa, cắt bỏ cái dễ nát này. À, để trồng vào cái chậu bẩn bẩn này. Thơm, rất thơm đấy. Đây. Sống thì sống mà không sống thì giải trí các bác. Sống được không?
Rồi, đắp đất. Tí nữa tưới cho nó tí nước. Không biết có sống được không? Không sống thì giải trí tí. Nhưng mà cái củ nó nhiều nước này chắc là sống đấy. Nhiều nước. Biết trồng bao giờ không biết. Nó mọc rất là dễ. Đó. Nhìn thì kia là đẹp mà trồng ở đây không thấy hay lắm nhỉ. Để tưới nước vào xem. Rồi vứt đấy thôi. Đang lão trồng nó rồi. Rồi, các bác đã tưới cây. Đã tưới cho cây. Đấy, thì cũng nói luôn với các bác là cái video này nó chỉ mang tính chất giải trí thôi các bác, chứ không có nhiều cái giá trị về vật chất với lại chơi lâu dài, vì là thứ nhất là em cũng không biết là nó có sống được lâu hay không, nhưng mà cái thân của nó đọng nước rất là tốt, em nghĩ là có thể sống được. Đấy đấy, ít nhiều thì cũng phải được đôi tháng đấy. Thế còn cái gốc này mà là gốc Nam Điền thì khỏi phải nói rồi, tất nhiên mình đào về mình có trách nhiệm, mình trồng, mình tưới nó, đến lúc nào mà hết trách nhiệm thì thôi, không sống được nữa thì thôi. Thế còn ngoài vườn em còn một cái gốc nó to, nó gốc nó to bằng người ôm thôi, to lắm. Gốc đấy thì muốn đào không đào được, bởi cái kiểu rễ của nó này khó. Đấy rồi, cũng ra gì đấy chứ các bác, cũng ra gì đấy. Đấy, nếu mà cái gốc cái đoạn rễ dưới nó ngắn thế này thì hay, tiếc là nó sâu quá. Đấy. Rồi tiếc là nó sâu quá. Đấy, hôm nay đang định chuyển cái chậu của cái cây này. Cái cây Nam Điền lá nó rất là đẹp. Lá như trái tim này. Lá như trái tim cụp cụp xuống. Đẹp thích lắm. Đừng nghĩ kỹ quá. Không. Đấy, thì mai sẽ chuyển cái cây này. Bởi vì nó cái chậu này nó không hợp, mà nó để này thì bệ nó không được bệt. Để cho vào cái cây này. Cái an này. Cho cái an này. Và cho phần chuồng cho nó tốt, để nó bệ nó phun ra. Cái mùa này nó nhanh lắm, nó dễ. Cái mùa trước thì không, thì có bón đến mấy nó cũng thế thôi. Đấy, thì mẹ cho vào đây, bỏ hết mấy hòn đá kia đi. Rồi, cảm ơn các bác nhé, chờ em ngày mai nhá.